Trung thu á? Ôi, trung thu năm nay anh bận kiếm tiền mất rồi. Em đi chơi với thằng khác nhá. Nói thật với cậu là mình không hề ngại phải chờ đợi một ai đó đâu. Là bởi vì nếu thời gian chờ đợi một người càng lâu thì khi gặp được người đó, tụi mình sẽ càng hạnh phúc. Một người đứng từ xa xuyên.